Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Trong buổi trưa ngày hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2022, em lại tiếp tục lên sóng một lô xe tập đi tập lái che mưa che nắng, hiện đang có tại cửa hàng bên em. Bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe nào tập đi tập lái che mưa che nắng hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Trước màn hình nhỏ của quý vị và các bạn, đó là một mẫu xe Daewoo Matiz sản xuất 2007, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ của nó là 0.8 máy xăng, mang biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ. Giá tiền thì chỉ có 60 triệu đồng, bên em có lộc lá cho các bác nhé. 60 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe máy lổ, một còi kêu, 4 bánh quay đều, điều hòa mát. Đó là một mẫu xe Daewoo Matiz sản xuất 2007, bản SE, bản đủ. Sơn si thì màu trắng các bác nhá, sơn si màu trắng ngọc trinh, rất đẹp các bác nhá. Mua về tập đi tập lái che mưa che nắng ok luôn. Và bên cạnh đây cũng là một mẫu xe, này là mẫu xe Daewoo Matiz sản xuất 2008 các bác nhá, 2008, mang phiên bản số sàn, khối động cơ của nó là 0.8 máy xăng. Giá tiền trước này là 66 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Matiz nhỏ gọn, xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu, thương hiệu của Hàn Quốc, biển kiểm soát Hải Phòng. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng, alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp cửa hàng em có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Nằm ngay trên quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh. 66 triệu đồng, sản xuất 2008 các bác nhá. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2013, mang nước sơn màu trắng ngọc trinh, mang biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ. Với giá tiền 169 triệu đồng, bên em có 3 rút hồ sơ, có cả lộc lá cho các bác. Một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn, xinh xinh, thương hiệu Hàn Quốc. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai Grand i10. Hyundai Grand i10 bản hatchback một đầu, sơn si thì màu bạc, biển kiểm soát Hà Nội. Con này thì sản xuất 2016 các bác nhá. 2016 này, sơn si màu bạc, biển kiểm soát 30A84778, động cơ 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là hơn 200 triệu đồng. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2017, hồ sơ cầm tay, với giá tiền 205 triệu đồng. Bên em có bao gồm phí sang tên, bấm biển, đổi chủ luôn cho các bác. 205 triệu đồng. Kia Morning là một mẫu xe dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hay hỏng vặt. Keo chỉ zin, máy số zin. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Trend Velas Spark, form mới, form siêu nhân, bản đủ, tư nhân chính chủ, biển kiểm soát Hải Phòng, chính chủ lữ sử dụng các bác nhá. Với giá tiền 185 triệu đồng, bên em có bao rút hồ sơ, có lộc lá cho các bác. Một mẫu xe zin toàn tập luôn, keo chỉ zin, máy số zin, la răng đúc 4 bánh, 2 túi khí an toàn, chính chủ lữ sử dụng luôn các bác nhé. 185 triệu đồng, bên em có bao hồ sơ, có lộc lá cho các bác. Sơn si thì màu bạc xịn sò nguyên bản theo xe, la răng đúc 4 bánh, nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, thương hiệu nước Mỹ. Và bên cạnh đây lại là Kia Morning sản xuất 2018. Đây là một mẫu xe lướt, keo chỉ zin, máy số zin,
biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ. Với giá tiền 250 triệu đồng, bên em có bao hồ sơ, có lộc lá cho các bác. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Morning dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, alo trực tiếp cho em Nghị. Độ đồng sơn zin của chiếc xe này còn khá là nhiều các bác nhá. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Morning nữa này. Có năm sản xuất 2018 các bác nhá, 2018, mang nước sơn màu xanh than. Hồ sơ cầm tay, giá tiền trước này thì 208 triệu đồng. Bên em có bao gồm phí sang tên, bấm biển luôn cho các bác. Và có một lọc lá chút ít cho các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, thương hiệu Hàn Quốc, 208 triệu đồng. Mang biển kiểm soát 36A07954. Đó là một mẫu xe Trend với Luxembourg mang thương hiệu của nước Mỹ. Mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 0.8 máy xăng. Em có một đôi các bác này. Giá tiền thì chỉ có 86 triệu đồng một chiếc. Sản xuất 2009 các bác nhá. Sơn xi màu bạc, hai chiếc, biển kiểm soát Thanh Hóa này. 86 triệu đồng một chiếc. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe tập đi tập lái thương hiệu nước Mỹ, đó là một mẫu xe Trend với Luxembourg, hãy cứ alo trực tiếp cho em. 86 triệu đồng có lộc lá cho các bác nhé. Đăng ký 5 chỗ ngồi. Mang biển kiểm soát 36A06054. Đó là một mẫu xe Daewoo Matiz, chạy rất là tít luôn. Sản xuất những năm 2007 các bác nhé, giá tiền 60 triệu đồng. 2007, con này đặc biệt đã được độ lên bộ Laranduc, rất là đẹp luôn. Chỉ có 60 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Matiz chạy rất là tít luôn. Máy lộ một còi kêu, 4 bánh quay đều, điều hòa mát, côn số ngọt, sơn xi thì màu trắng ngọc trinh. Và đây là một mẫu xe Kia Morning tư nhân, một chủ sử dụng từ đầu. Sơn xi thì màu trắng ngọc trinh, sản xuất 2016 các bác nhá. Một mẫu xe gia đình xịn luôn, không taxi, không dịch vụ một ngày. Keo chỉ zin, máy số zin. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 218 triệu đồng. Một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn và tiết kiệm nguyên liệu, sơn xi thì màu trắng. Vâng, 218 triệu đồng. Các bác đang sở hữu một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2016, một chủ sử dụng từ mới các bác nhá. Một chủ sử dụng từ đầu luôn. Trend Velux Sở Bắc sản xuất 2009 đã được độ lên bộ radar đúc rất là bắt mắt luôn. Sơn xi thì màu trắng ngọc trinh, biển kiểm soát 89A. Với giá tiền chỉ có 86 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Trend Velux mang thương hiệu của nước Mỹ. Sơn xi thì màu trắng ngọc trinh. Mua về tập đi tập lái che mưa che nắng ok các bác nhá, tập đi tập lái che mưa che nắng. Và bên cạnh đây là một mẫu xe tư nhân, một chủ sử dụng từ mới. Mang biển kiểm soát 19A21421. Đó là một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2018. Mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.25. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ, có lộc lá cho các bác. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, thương hiệu của Hàn Quốc, hãy cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865. Mẫu xe này là một chủ sử dụng từ đầu, có nhắc keo chỉ zin và máy số zin luôn. Và đây là một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2015. Con này là bản SI, bản đủ có nhá. Tư con này mang tên công ty tư nhân chứ không phải là công ty taxi có nhá. Đấy, công ty tư nhân. Với giá tiền trước này là 245 triệu đồng. 245 triệu đồng, bên em có bao hồ sơ, có lộc lá cho các bác. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Morning, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Một mẫu xe Kia Morning dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hay hỏng hoạn. Mà giá tiền thì chỉ có 245 triệu đồng, bên em có bao hồ sơ, có lộc lá cho các bác. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Daewoo Matiz sản xuất 2008, mang biển kiểm soát Hà Nội 30A
11000. Sơn si thì màu trắng. Một mẫu xe máy lổ mà còi kêu, bốn bánh quay đều, điều hòa mát, côn số ngọt, máy số ngon luôn. La răng đúc bốn bánh này. Mà giá tiền thì chỉ có vài chục triệu đồng thôi. 65 triệu đồng cho một mẫu xe sản xuất 2008. Đó là một mẫu xe Daewoo Matiz sản xuất 2008 các bác nhá. Biển kiểm soát Hà Nội. Chỉ có 65 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Daewoo Matiz, mua về tập đi tập lái, che mưa che nắng, alo trực tiếp cho em. Alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865. Sơn si thì màu trắng ngọc trinh. 65 triệu đồng bên em có lộc lá cho các bác nhá. Kia Morning tư nhân, một chủ sử dụng từ đầu. Biển kiểm soát Đắk Lắk 47A 41859. Sơn si thì màu xanh, một chủ sử dụng từ mới, la răng đúc bốn bánh. Con này là bản S, bản full, mang phiên bản số tự động, động cơ 1.25, nhỏ gọn và tiết kiệm nguyên liệu, thương hiệu của thằng Hàn Quốc. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 355 triệu đồng. Bao zin cả xe, bao test hãng các kiểu con đà điểu luôn. Bao zin cả xe các bác nhá. Sơn si thì màu xanh, một chủ sử dụng từ đầu. La răng đúc bốn bánh, túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện và cụ xe. Giá tiền 355 triệu đồng. Đấy, hôm nay thì em báo giá tất cả những mẫu xe bản hatchback thôi các bác nhá. Còn bản sedan và xe 7 chỗ bên em còn rất là nhiều. Bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau ạ.